Vâng, xin chào bác ạ, chào anh em, chào mừng quay trở lại kênh Quyết Audio. Đấy, tiếp tục một ngày hôm nay thì anh đã đến lấy một cặp loa BB450C thì em quay và test luôn cho anh em. Đang trong quá trình vệ sinh lại thêm một chút nữa. Đây anh em có thể nhìn thấy đồ bãi thì không thể nào tránh những vết bụi được. Anh em bảo là đồ bãi mà không có bụi thì chỉ có bãi hun khói thôi, đúng không ạ? Nhưng các bác yên tâm luôn, về cặp BB450C này nó quay cho anh em rất là nhiều rồi. Nhà em nhập số lượng về để đủ cho anh em có thể là kinh doanh được luôn. Đấy, anh em lấy về để bán em đều có giá tốt luôn các bác nhá. Cặp này thì em đã test cho bạn, các anh em những video test tiếng rồi mở nội thất. Ở phía sau này em còn cả một em đây, em mở sẵn cho anh em xem cái côn từ này. Ui. Đấy. Đây là cái bát loa của nó, côn từ đây các bác ạ. Em này thì em đang chưa gắn lại cái xốp với cái kia này, em chưa nắp lại thôi. Đây là cái bát loa này, côn từ nhện này. Đấy. Quay cho các anh em xem luôn. Đây anh cũng đang quay lại anh xem luôn rồi. Đấy, em vệ sinh lại cho anh em luôn. Đây, để em mở test thử cho bác anh em một đoạn nhạc nhá. Test thử luôn. Bác đang đến để bác lấy đây. Nhạc cho bác anh em thôi, bác đã đến đấy rồi, bây giờ thì bọn em sẽ đóng gói cẩn thận gửi đi cho để bác trở về luôn nhé. BB450C và anh em nó có nhu cầu để cặp loa bãi này, cặp loa bãi nguyên zin này, anh em vẫn nên trực tiếp qua bên này tiện là cũng đang vệ sinh và test thử luôn tiếng luôn. Các bác anh em thì nhìn thấy trực tiếp ở đây luôn nhé, hai chép nghe rất êm ái đúng không ạ, nguyên dàn luôn cho anh em. Và anh em nó có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ngay phía bên dưới nhé, và đừng quên ủng hộ channel và đăng ký kênh.